Vô chào các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi bơi thử ở cái hồ bơi ở quê xem thế nào nhé. Hồ bơi này là hồ bơi Rinkopi ở Mỹ Thiện nha các bạn. Hồ bơi này giá vé rất là rẻ luôn, chỉ có 20.000 là thôi. Ở đây là hồ bơi chúng ta 20.000 là bạn bơi thoải mái luôn, bơi nào chán thì thôi. Đó, thằng đại mình đang bơi nè. 20.000 bơi thoải mái luôn, hồ bơi khá là sạch đó, vẫn đi bơi. Wow, trời ướt điện thoại. Hôm nay cái ngày không phải cuối tuần nên khá là ít bơi dễ, nhưng cuối tuần đông. Quốc Khải hả? Về, Quốc Khải về ít anh nha Quốc Khải. Về ít anh nha. Về ít tiếng anh. Nha Thái Hào về đề xuất kết bạn nha. Quốc Khải. Đây Quốc Khải nè. Ai muốn làm quen luôn xin. Đây là gì Thái Hào phải không? Trần Thái Hào phải không? Đó. Quốc Khải, Trần Thái Hào. Bạn này có ghệ rồi nè. Có bạn nào có ghệ đâu? Trời ơi. Du quan game á, dễ tin hằng, láo nó theo. Trời ơi, dễ tin hằng luôn. Láo rồi. Có tám cái ghệ rồi. Trong trường đâu có làm tin hằng đâu. Trường trường khác. Thôi mày ơi. Mày láo không rồi. Bạn thằng nó láo rồi ơi. Trời ơi, chết nhỏ. Cái chán nước nhỏ rồi tiêu rồi. Nó tiêu nhỏ rồi trời ơi. Mày biết nào không? Trời ơi, đánh nó đi học nó chép bài em không à? Vậy hả? Vô cái con rồi nhìn em. Anh chơi động tác cho giật không? Chơi. Ok ok. Wow trời ơi. Lực gì vậy? Trời ơi coi chừng chúng. Đứng lên luôn. Wow. Đứng lên thẳng lên được không? Wow. Ok. Hai đứa sao? Bơi hả? Thằng nào ngốc lên trước đó hồ. Ừ, ngốc lên trước thôi nha. Thử thách 30 giây phải không? 1 2 3. Thằng ngốc lên trước thôi nha. Thằng ngốc lên trước thôi đó. Rồi, rồi. Rồi. Sao lú cái đầu lên trước kỳ vậy? Nó đái rồi. Dễn, nó có đái không dễn? Có đái không? Không. Kỳ vậy. Ôi mày ơi, má chị chó. Cái này đái nó mới ngốc lên đó. Nó
Kem 4.000 hả? Ngon không? Ừ. Em bao nhiêu cân rồi? Bao nhiêu ký rồi? 66. 66 hả? Gán lên, gán lên tròn chục trăm luôn. Cái bà già đi hồ bơi được trải nghiệm kem hơn. Kem đó là riêng kia không có bán nữa. Chung luôn hả? Sao rộng dưới trời? Kem gì cho anh quay cái kem này, kem gì? Khoai môn. Kem khoai môn hả? Ủa đây là gọi là tiệm gì? Nãy chị nói gì? Rim. Rim hả? Rim hồ bơi. Rim hồ bơi. Từ Tết giờ hả chị? Ngon không hển? Hển? Ngon. Quá trời ngon luôn. Khách hàng thân thiết luôn hả? Dạ. Đó khách hàng thân thiết luôn hả chị? Dạ.